Kính thưa quý vị, một năm trước, vụ án bốn tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển chất cấm đã gây chấn động dư luận. Nhiều người tự hỏi, liệu có ai đứng sau chống lưng cho bốn cô tiếp viên này để họ có thể hành động một cách táo tợn đến vậy. Sau một thời gian tưởng chừng như vụ việc đã bị lãng quên, thì mới đây, công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả điều tra mới nhất làm sáng tỏ sự thật về vụ việc này vụ án này không chỉ là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất trong lịch sử tư pháp việt nam mà còn gây xôn xao về những diễn biến phức tạp và tinh vi qua vụ việc lực lượng công an việt nam lại một lần nữa khẳng định khả năng điều tra xử lý tội phạm đỉnh cao nhưng liệu có thực sự có người đứng sau bảo vệ bốn cô tiếp viên này và kết quả điều tra mới nhất đã tiết lộ những gì hãy cùng quay ngược lại thời gian trở lại hơn một năm trước Bốn tiếp viên hàng không với vẻ ngoài bình thản và duyên dáng đã kéo vali của mình qua khu vực kiểm tra an ninh sân bay. Ban đầu, mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng sự nhạy bén của lực lượng an ninh đã giúp họ phát hiện ra điều gì đó không ổn. Trong vali của các tiếp viên chỉ toàn những hộp kem đánh răng. Điều này đã làm giấy lên nghi ngờ vì chẳng ai lại mang theo hàng trăm hộp kem đánh răng mà không có lý do. Sự nghi ngờ này dẫn đến một khám phá chấn động qua kiểm tra kỹ lưỡng các hộp kem đánh răng đó thực sự chỉ là vỏ bọc cho một loại chất cấm nguy hiểm đó là loại chất có thể gây ảo giác mạnh làm thay đổi nhận thức và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và an ninh xã hội phát hiện này đã gây sốc cho dư luận làm sao có thể tin được rằng những cô tiếp viên hàng không với hình ảnh dịu dàng và đáng yêu lại có thể dính líu đến việc vận chuyển một lượng lớn chất cấm đáng lo ngại hơn số lượng chất này đủ gây ra thảm họa nếu không được phát hiện kịp thời Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là sau khi vụ việc bị phanh phui, cả bốn tiếp viên đều được thả tự do và không bị truy tố. Sự việc này đã thổi bùng lên nhiều thất âm mưu và đồn đoán trong dư luận. Nhiều người cho rằng các tiếp viên đó có thể đã được bảo kê bởi những người có quyền lực hoặc mối quan hệ đặc biệt nhưng trong bối cảnh hiện tại thì các vị trí quan trọng như chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phó thủ tướng và ủy viên bộ chính trị đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm của mình liệu ai có đủ khả năng bảo vệ bốn cột tiếp viên này dù là ai dù có quan hệ gia đình hay quyền lực đến đâu cũng không thể ngăn cản quá trình điều tra của cơ quan chức năng pháp luật việt nam không bao giờ dung túng cho những hành vi vi phạm và sự thật sớm muộn cũng sẽ được đưa ra ánh sáng Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm về diễn biến của vụ án và sự thật phía sau những chiếc vali đầy bí ẩn ấy. Chúng ta cũng thấy rằng, kể cả sau này có vị quan tên họ võ, được đồn là che chở cho bốn cô tiếp viên, cũng đã bị mất chức. Nói cách khác, việc bốn tiếp viên hàng không này được thả tự do không hề liên quan tới việc họ có phải là con cháu của ai hay không thực tế đã chứng minh rằng ngay cả những cá nhân từng được đồn đoán là có liên quan đến vụ việc cũng không thể tránh khỏi việc bị xử lý nghiêm minh theo quy trình của pháp luật khi vụ án diễn ra đại tướng tô lâm đang giữ chức bộ trưởng bộ công an và việc yêu cầu ông bỏ qua bất kỳ ai vì lý do cá nhân là điều không thể xảy ra điều này càng khẳng định thêm sự công bằng và minh bạch trong quá trình điều tra của các cơ quan chức năng hơn nữa sau khi bốn tiếp viên hàng không được thả tự do vụ án không hề kết thúc mà tiếp tục được điều tra mở rộng cho thấy sự việc không đơn giản như nhiều người tưởng tượng. Những diễn biến sau đó còn ly kỳ hơn rất nhiều. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực lần theo từng manh mối nhỏ nhất để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc. Kết quả điều tra cho thấy, trước khi bốn tiếp viên này bị bắt giữ, đã có ít nhất 6 chuyến hàng chứa chất cấm được vận chuyển chót lọt qua sân bay nội bài. Những chất cấm này sau đó được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh và được cất giấu kỹ lưỡng trước khi phân phối đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để mở rộng điều tra, từ đó phát hiện hàng chục chi nhánh phân phối chất cấm thuộc về các tổ chức tội phạm có tổ chức. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ hàng trăm đối tượng tội phạm, trong đó có nhiều tên trùm lớn, hoạt động trải rộng trên hơn một nửa số tỉnh thành Việt Nam. Theo công an cho biết, họ đã điều tra và triệt phá tới 343 nhánh tội phạm liên quan đến đường dây chất cấm này tại 36 tỉnh và thành phố. Điều này không chỉ cho thấy quy mô lớn của vụ án mà còn chứng tỏ sự tinh vi và nguy hiểm của các tổ chức tội phạm này. Tất cả các đối tượng liên quan đều đã bị bắt giữ và con số lên đến 1.038 người. Số lượng đối tượng bị bắt lớn đến mức nếu muốn di chuyển chúng cùng một lúc, có lẽ phải cần tới 4 chiếc máy bay mới đủ chỗ. Tổng lượng chất cấm thu giữ được trong vụ án này lên tới hơn 300 kg, một con số khổng lồ nếu so với những vụ án trước đây. Thông thường, chất cấm chỉ được tính bằng gram hoặc tép, thậm chí vài kg đã được xem là lớn. Thế nhưng trong vụ án này, các cán bộ công an phải dùng cân tạ mới có thể đo được hết số lượng chất cấm thu giữ được. Không chỉ vậy, các đối tượng còn chuẩn bị nhiều loại vũ khí nguy hiểm, bao gồm 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lộ đạn và nhiều vật chứng khác. Đặc biệt số tiền mà đường dây buôn bán chất cấm này thu được lên tới 28.000 tỷ đồng, một con số khổng lồ, thậm chí còn vượt qua doanh thu của nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam. Điều này cho thấy sức mạnh của đồng tiền có thể làm mờ mắt con người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí hại đồng bào, hại thế hệ trẻ chỉ để có được lợi nhuận. Đáng chú ý là bọn tội phạm này dường như còn có khả năng đào tạo ra những vận động viên bất đắc dĩ không ít lần chúng ta thấy qua video những người bị phê chất cấm leo lên đỉnh cột điện cao áp và ngồi đó tận hưởng một điều mà ngay cả những vận động viên chuyên nghiệp cũng khó có thể làm được từ một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại sân bay công an việt nam đã kiên trì điều tra và triệt phá cả một đường dây buôn bán chất cấm lớn nhất trong lịch sử cứu thoát hàng nghìn bạn trẻ khỏi sự tàn phá của chất độc nguy hiểm này tuy nhiên để công bằng mà nói những người trẻ ăn chơi nghiện ngập cũng không hoàn toàn là nạn nhân chính họ là nguồn gốc của mọi vấn nạn. Nếu không có khách hàng, không có người mua thì đường dây tội phạm kia sẽ bán chất cấm cho ai? Dĩ nhiên có những trường hợp bị lôi kéo dụ dỗ bởi bạn bè, nhưng phần lớn những người trẻ này chọn cách sống buông thả, thụ hưởng thay vì nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội. Nói đến chuyện công hiến có lẽ là quá xa vời với những đối tượng này, chỉ cần họ tự nuôi sống bản thân và có chút tiền phụng dưỡng cha mẹ đã là điều đáng quý. Thế nhưng có lẽ được sinh ra trong thời kỳ đất nước phát triển không thiếu thốn về vật chất nên nhiều thanh niên hiện nay rơi vào tình trạng thừa thãi thời gian dẫn đến việc tụ tập ăn chơi xa vào con đường tội lỗi các thế hệ trước còn phải ra đồng mọc cua bắt ốc đào củ bổ củ mài ăn cơm độn sắn từng bữa chẳng có ai có thời gian hay tâm trí để nghĩ đến việc ăn chơi sa đọa nhưng thật đáng tiếc hiện nay vẫn còn nhiều người lớn cố gắng tạo điều kiện sống tốt đẹp đầy đủ cho con em để học tập và phát triển nhưng rồi lại phải chứng kiến sự thiếu trách nhiệm và quay lưng của thế hệ trẻ đối với những hy sinh đó vâng hiện nay việc buôn bán chất cấm mang lại lợi nhuận khổng lồ đến mức mà ngay cả những người được gọi là công bộc của dân cũng không ngần ngại tham gia vào hoạt động phi pháp này thậm chí một đại úy quân đội cũng đã trở thành chủ ma túy đây là một hiện tượng đáng lo ngại khi những cá nhân được giao phó nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cộng đồng lại bị lôi kéo bởi sức mạnh của đồng tiền, làm mờ đi đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. Mới đây, tòa đã tuyên án tử hình cựu đại úy quân đội. Có lẽ trong phòng xử án, ít ai có thể hình dung rằng một đại úy quân đội lại có thể trở thành một chùm ma túy. Vào các ngày, 26, 27 và 28 tháng 6, Tòa án quân sự quân khu 7 đã đưa ra bản án nghiêm khắc đối với Lê Minh Trí cùng các đồng phạm trong vụ án mua bán chất cấm quy mô lớn. Với hình phạt tử hình cho bị cáo Lê Minh Trí về tội mua bán trái phép chất cấm và tù trung thân về tội tàng trữ mua bán tiền chất và sản xuất trái phép chất cấm. Tổng hợp hình phạt mà Lê Minh Trí phải chấp nhận là tử hình. Cùng với Trí, hai bị cáo khác là Thái Cẩm Tâm và Trần Hải Lý cũng nhận án tử hình về tội danh tương tự đây là một minh chứng rõ nét cho sự nghiêm khắc của pháp luật đối với các tội phạm liên quan đến chất cấm thể hiện sự quyết tâm cao độ của nhà nước trong việc đấu tranh chống tội phạm ma túy vụ án này không chỉ phản ánh sự nghiêm trọng của các hành vi phạm tội mà còn cho thấy sự tinh vi và quy mô lớn của hoạt động mua bán chất cấm theo hồ sơ vụ án, chỉ vốn là đại úy phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, người mà lẽ ra phải bảo vệ đất nước, giữ gìn trật tự, lại chọn con đường ngược lại biến thành ông chủ ma túy với một đường dây mua bán chất cấm xuyên quốc gia bắt đầu từ năm 2017 khi các thương vụ làm ăn của trí sụp đổ. Chỉ không chọn cách xây dựng lại sự nghiệp một cách chính đáng, mà thay vào đó đã đắm chìm vào thế giới ngầm của chất cấm, nơi lợi nhuận khổng lồ và những trò chơi quyền lực đầy mạo hiểm chị đã thiết lập một mạng lưới phạm tội với sự hợp tác của các đối tượng quốc tế cụ thể là Bo và Kenny một người Việt Nam và một người mang quốc tịch Pháp đang sinh sống tại Pháp chị không chỉ dừng lại ở việc buôn bán chất cấm thông thường mà còn liên kết với Bo và Kenny những đối tác quốc tế để đưa chất cấm vào Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế thực ra việc sử dụng công nghệ để thực hiện các loại giao dịch này không có gì mới nhưng việc một đại úy quân đội có thể sử dụng công cụ này để thực hiện những hành vi phạm pháp là điều không thể tưởng tượng nổi lê minh trí đã sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại để thực hiện giao dịch chất cấm hắn đã liên lạc qua ứng dụng telegram để thỏa thuận với bo và kenny về giá cả và phương thức vận chuyển chất cấm số chất cấm được vận chuyển về việt nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế dưới hình thức giao hàng tận nơi theo địa chỉ do trí cung cấp Cáo trạng đã xác định, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, Chí đã mua của Bo và Kenny tổng cộng 97 kg chất cấm nguyên chất với giá là 29,6 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, Chí mua của Bo 10 lần tổng cộng 81 kg với giá là 24,8 tỷ đồng từ tháng 12 tới tháng 3 năm 2023. Do Bo bị cảnh sát Pháp bắt, nên Trí liên lạc với Kenny mua hai lần 16kg giá 4,8 tỷ đồng. Tiền được Trí thanh toán vào các tài khoản của nhiều người do Bo và Kenny chỉ định. Việc này cho thấy mức độ tổ chức và quy mô của đường dây chất cấm, cũng như khả năng ứng dụng công nghệ để thực hiện các hành vi tội phạm. Vậy kế hoạch sản xuất và tiêu thụ chất cấm của ông Trùm này như thế nào? Một yếu tố nổi bật trong vụ án này là cách Lê Minh Trí đã nâng cao quy mô sản xuất chất cấm bằng cách phai trộn chất cấm với các chất phụ gia. Từ tháng 3 năm 2022, Trí đã quyết định gia tăng khối lượng chất cấm bằng cách chế tạo viên nén thuốc lắc và pha chế nước vui nhằm tăng lợi nhuận. Đúng là có vẻ như đại úy không chỉ giỏi việc điều hành quân đội mà còn khéo léo trong việc quản lý các đường dây ma túy. Việc này cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng và tinh vi trong hoạt động phạm tội, cũng như sự liều lĩnh của đối tượng liên quan trong việc mở rộng quy mô hoạt động buôn bán chất cấm. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, Trí đã nhập khẩu tổng cộng 97 kg chất cấm tiểu pháp, trong đó 5 kg dạng xịt. Hắn chi hơn 29,6 tỷ đồng để mua chất cấm và thanh toán vào các tài khoản do Bo và Kenny chỉ định. Sự tinh vi trong việc thực hiện các giao dịch tài chính này cho thấy mức độ chuyên nghiệp và tinh vi của các đối tượng tội phạm. Vụ án cũng phản ánh sự nghiêm trọng và mức độ tổ chức cao của các đường dây chất cấm, từ việc quản lý chất cấm, pha chế sản phẩm cho đến việc phân phối tiêu thụ trên thị trường. Chí chỉ đạo Thái Cẩm Tâm và Trần Hải Lý cách pha trộn chất cấm và gia công nén chất cấm. Chí cũng đã thuê từ Nam Anh để điều chế chất cấm MDMA, mặc dù cuối cùng sản phẩm không đạt yêu cầu và Chí phải dừng lại. Sự việc được phát hiện khi vào trưa ngày 24 tháng 4 năm 2023, Phan Bảo Hùng, một trong những người làm việc cho Tâm, đã bị bắt quả tang khi đang giao chất cấm. Tại đây, cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ toàn bộ đường dây mua bán chất cấm quy mô lớn do Lê Minh Trí cầm đầu. Cảnh sát Việt Nam đã phải dùng FL Cam để theo dõi chùm ma túy từ tháng 9 năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 hoành hành nặng nề nhất. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây của trí nên lập chuyên án tung lực lượng đeo bám đến đầu năm 2022 từ các chứng cứ thu thập ban chuyên án phát họa sơ đồ vị trí vai trò của những thành viên chủ chốt để xác định chính xác hành vi bào chế chất cấm của nhóm trí Chí. nhiều trinh sát phải túc trực giám sát 24 trên 24 tại các địa điểm nghi vấn âm thầm bố trí camera quanh khu vực sử dụng FL cam theo dõi các di biến động lấy mẫu giám định. Do nhiệm vụ đặt ra là phải đánh sập toàn bộ đường dây tiêu thụ, các cảnh sát tiếp tục đeo bám. Những ngày đầu năm 2022, nhóm trí dừng hoạt động bởi nguồn nguyên liệu từ nước ngoài hạn chế và một số người cung cấp chất cấm tại châu Âu bị bắt. Ông Trùm cùng các đồng bọn đồng loạt thay số điện thoại, chỗ ở và dọn sạch xưởng sản xuất đến căn nhà ở huyện Hóc Môn, vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm theo dõi, trưa ngày 20 tháng 4 năm 2023, khi Thái Cẩm Tâm chỉ đạo Phan Bảo Hùng lấy ma túy đi giao các đầu mối thì bị trinh sát PC04 bắt quả tang. Tiếp đó, hơn trăm cảnh sát gồm cơ động, hình sự, phòng chống tội phạm ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn đồng loạt ập vào 16 điểm, bắt trí cùng 4 người chủ chốt. Tăng vật thu giữ là hơn 16.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 104 kg chất bột tinh thể rắn và hơn 30 lít hóa chất phục vụ việc bào chế ma túy đều ép ra thành phẩm thì khoảng 500.000 viên nén cùng nhiều máy móc, phương tiện. Nhà chức trách xác định Chí đã mua hơn 130 kg phụ gia các loại, pha trộn vào 97 kg ma túy nguyên chất để sản xuất ra 277 kg ma túy thành phẩm, bán ra thị trường và thu về gần 36 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định đầu năm 2021, Trí còn tìm hiểu việc sản xuất chất cấm nguyên chất trên mạng đại úy này đã đặt mua một số tiền chất từ Trung Quốc và thuê từ Nam Anh là cử nhân chuyên ngành công nghệ sinh học nghiên cứu điều chế được 100ml dạng lỏng. Tuy nhiên, sản phẩm này có nhiều tạp chất, không đạt yêu cầu, nên đến tháng 8 năm 2021, chị đã dừng sản xuất. Khi thực hiện hành vi tội phạm, chỉ là đại úy quân đội, nên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao vụ án cho phòng điều tra hình sự quân khu 7 thụ lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xét xử, Trí và các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố và hội đồng xét xử tuyên phạt Trí mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất cấm, tù trung thân về tội tàng trữ mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất cấm. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình và nộp lại số tiền 34,3 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ việc mua bán chất cấm. Nộp phạt bổ sung 400 triệu đồng có vai trò giúp sức tích cực cho trí là Thái Cẩm Vân và Trần Hải Lý cũng nhận mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất cấm. Phan Bảo Hùng, Nguyễn Ngọc Hà và bốn người khác bị tuyên án tù trung thân. Bảy bị cáo còn lại nhận tù 3 năm tới 25 năm tù. Hiện trí cùng một số bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Qua những vụ việc này, không chỉ là một minh chứng cho sự liều lĩnh và tinh vi của hoạt động buôn bán chất cấm, mà còn là một bài học quan trọng về việc đấu tranh chống tội phạm ma túy các cơ quan chức năng đã và đang làm việc tích cực để phát hiện và triệt phá đường dây chất cấm này đồng thời xử lý các đối tượng liên quan một cách nghiêm minh tuy nhiên sự tinh vi và quy mô của hoạt động tội phạm cho thấy rằng cuộc chiến chống ma túy là một cuộc chiến lâu dài và không ngừng với bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo xã hội có thể hy vọng và một thông điệp mạnh mẽ về sự quyết tâm của pháp luật trong việc xử lý tội phạm ma túy này đồng thời vụ án này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường các biện pháp phòng chống và điều tra các hoạt động tội phạm cũng như việc áp dụng các công nghệ mới để phát hiện và ngăn chặn các đường dây ma túy tinh vi vụ án này không chỉ là một cú sốc lớn đối với giới chức quân đội mà còn là một bài học rõ ràng về sự nghiêm minh của pháp luật sự việc đại úy quân đội trở thành ông chủ ma túy không chỉ làm xấu mặt ngành quân đội mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự trong sạch và minh bạch trong mọi lĩnh vực với bản án tử hình được tuyên hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi đúng mức và những kẻ có ý định lạm dụng quyền lực dù ở bất kỳ vị trí nào cũng phải đối mặt với hậu quả xứng đáng đồng thời việc xử lý những sai phạm này cho thấy sự nghiêm minh và quyết tâm của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nếu ai đó còn nghi ngờ về sự kiên quyết của pháp luật trong việc chống lại tội phạm ma túy thì hai vụ án trên cũng là minh chứng rõ nét rằng không ai, dù là đại úy quân đội hay ông chủ ma túy và bốn nữ tiếp viên hàng không cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật khi phạm phải tội ác. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại bình luận dưới bài viết. Nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!